Thưa quý vị, trong nửa nhiệm kỳ qua, tình hình trong nước và thành phố đối diện nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch COVID-19, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động du lịch thành phố. Song trong bối cảnh đó, thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố, các cấp, các ngành thành phố đã có nhiều nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đúng trọng tâm, trọng điểm, hoạt động du lịch Đà Nẵng đã sớm khôi phục nhanh chóng, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế thành phố. Thời gian qua, vừa tập trung phòng chống dịch COVID-19, vừa khôi phục phát triển kinh tế, ngành du lịch Đà Nẵng đã chú trọng triển khai các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động. Theo đó, hỗ trợ miễn phí tham quan 4 khu, điểm du lịch, đào tạo bồi dưỡng cho hướng dẫn viên du lịch, tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người lao động tại các đơn vị kinh doanh du lịch, hỗ trợ người lao động du lịch vay vốn, hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho cơ sở lưu trú du lịch, v.v. Đà Nẵng có thể nói là một trong những điểm sáng của cái việc là chính quyền lắng nghe cái doanh nghiệp, lắng nghe cái tâm tư người của doanh nghiệp, cái khó khăn của doanh nghiệp để cùng nhau tháo gỡ. Và cộng đồng kinh doanh du lịch thành phố Đà Nẵng thì có thể nói là đã trụ vững, vượt qua được khó khăn, phục hồi trong cái giai đoạn vừa rồi. Bên cạnh đó, Sở Du lịch đã phối hợp với các sở ngành địa phương, cộng đồng doanh nghiệp tham mưu các đề án, định hướng lớn về phát triển du lịch trong ngắn hạn và dài hạn, triển khai có hiệu quả kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch, xúc tiến khôi phục các đường bay quốc tế, triển khai chiến lược truyền thông, quảng bá du lịch chuyên nghiệp, đảm bảo môi trường du lịch an ninh, an toàn, công tác đầu tư phát triển sản phẩm du lịch được quan tâm thực hiện. Trong đó, hàng loạt sự kiện lễ hội với quy mô lớn đã được tổ chức thành công, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân, du khách. Đặc biệt, với nỗ lực đưa lễ hội pháo hoa quốc tế trở lại, thực sự đã trở thành cú hích cho du lịch thành phố. Tôi đánh giá là không chỉ đạt mà nó đã vượt những cái kỳ vọng của ban tổ chức đề ra. Cụ thể là ngay từ đêm khai mạc thì hơn 80% số lượng vé của các đêm diễn ra thi thì chúng tôi đã bán hết sạch. Và lượng khán giả cũng như sự quan tâm của người dân cũng như du khách thực sự là hào hức chờ đợi đối với DIFF 2023 sau 3 năm gián đoạn bởi vì dịch bệnh. Và chúng ta chứng kiến Đà Nẵng của chúng ta trở nên sôi động và nhộn nhịp hơn trong hơn một tháng qua khi mà diễn ra cái lễ hội DIFF. Tôi cho rằng đấy là cái sự thành công của ban tổ chức đối với DIFF năm nay. Thời điểm dịch COVID-19 là thách thức, nhưng cũng chính là cơ hội để ngành du lịch tìm cơ trong nguy, thích ứng đưa ra những giải pháp hữu hiệu. Nhờ vậy, chỉ tiêu về số khách du lịch theo nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 22 đề ra đã đạt vượt mức. Trong giai đoạn 2021-2023, tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 11,3 triệu lượt, tăng 32,5% một năm. Trong đó, khách nội địa ước đạt hơn 9,2 triệu lượt, tăng 29,4% một năm. Khách quốc tế ước đạt 2,1 triệu lượt, tăng 44,9% một năm. Tổng doanh thu lưu trú lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ du lịch ước đạt 19.000 tỷ đồng, tăng 50,9% một năm. Thương hiệu du lịch Đà Nẵng tiếp tục được khẳng định thông qua các giải thưởng, danh hiệu quốc tế uy tín, tiêu biểu như điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á năm 2022 của World Travel Award. Đây là động lực để Đà Nẵng tiếp tục vượt qua khó khăn, khôi phục hoàn toàn ngành du lịch, đưa ngành kinh tế mũi nhọn này thực sự cất cánh. Tập trung vào việc khôi phục các thị trường khách, đặc biệt là đối với thị trường khách quốc tế, cũng như khôi phục hoàn toàn và mở thêm các đường bay mới đến thành phố. Cùng với đó thì công tác chuẩn bị cũng như là nâng cấp các sản phẩm đã có, khai thác các sản phẩm mới hướng đến cái chuẩn chất lượng cao, và cái chất lượng nguồn nhân lực cũng như là chất lượng dịch vụ cũng được chúng tôi quan tâm, sẽ hỗ trợ doanh nghiệp bằng các cái chương trình đào tạo tập huấn nâng cao tay nghề. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cùng với các doanh nghiệp, cùng thành phố để tổ chức các cái hoạt động lễ hội sự kiện thu hút khách. Và đặc biệt là chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo môi trường du lịch, điểm đến an ninh an toàn. Nửa nhiệm kỳ qua, Đà Nẵng không chỉ phục hồi du lịch mạnh mẽ, mà còn định vị hình ảnh và khẳng định thương hiệu du lịch Đà Nẵng trong nước và trên bản đồ thế giới. Với những chiến lược phát triển du lịch bài bản, chuyên nghiệp, tin tưởng rằng thành phố sẽ sớm đạt được mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ chất lượng cao, điểm đến sáng tạo của Việt Nam và Đông Nam Á. Tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng trở thành điểm đến hàng đầu châu Á.